đã có giải pháp giải quyết kẹt xe trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Để đảm bảo giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây trong dịp Tết Nguyên đán, khu quản lý đường bộ 4 đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam về các phương án ứng phó với kẹt xe. Những ngày Tết Giáp Thìn 2024, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, khiến hàng nghìn ô tô phải xếp hàng nhích từng chút một trên đường. Cụ thể, vào sáng ngày 3 tháng 2, tức 24 tháng Chạp, kẹt xe kéo dài khoảng 5 km trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai do tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô. Sự cố cùng lúc với lượng phương tiện đổ về quê đón Tết rất đông khiến cho cao tốc ách tắc kéo dài. Trong văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, khu quản lý đường bộ 4 cho biết năm nay lưu lượng phương tiện lưu thông trên các quốc lộ dịp nghỉ lễ Tết tăng cao. Vì vậy, khu quản lý đường bộ 4 đã xây dựng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2023. Đối với các vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra ùn tắc như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, khu quản lý đường bộ 4 sẽ bố trí lực lượng để điều tiết giao thông và dự kiến phương án xử lý, phân luồng khi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Cụ thể, đoạn Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, thông báo ngay đến người tham gia giao thông qua các kênh thông tin, hướng dẫn và khuyến cáo các phương tiện không đi vào đường cao tốc, lựa chọn cung đường khác phù hợp. Cụ thể, phương tiện đang di chuyển trên 4 km đường dẫn, di chuyển ra khỏi đường cao tốc tại nhánh Y, nút giao Đỗ Xuân Hợp hoặc nhánh D1, nút giao Vành Đai 2. Phương tiện đang di chuyển trên đường Võ Chí Công, không di chuyển lên đường cao tốc qua nhánh A2 và C2, nút giao Vành Đai 2. Phương tiện đang di chuyển trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, HLG đã qua trạm thu phí Long Phước, có nhu cầu đi ra quốc lộ 51, di chuyển ra khỏi đường cao tốc HLG tại nút giao 319 với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành. Sau khi đi qua trạm thu phí 319, phương tiện đi thẳng theo tuyến đường Trần Phú, rẽ trái vào đường Tôn Đức Thắng và đi thẳng để ra quốc lộ 51. Phương tiện đang di chuyển trên quốc lộ 51 có nhu cầu đi về Thành phố Hồ Chí Minh, không di chuyển lên đường cao tốc tại nhánh A, nút giao quốc lộ 51 mà tiếp tục đi thẳng theo quốc lộ 51 để về Thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn Long Thành - Dầu Dây. Đối với phương tiện đang có nhu cầu di chuyển theo hướng Long Thành - Dầu Dây, không đi lên đường cao tốc tại nhánh C, nút giao quốc lộ 51, hướng dẫn và điều tiết các phương tiện sẽ di chuyển đến nút giao giữa quốc lộ 51 và DT-769, rẽ phải lên đường DT-769, đi thẳng đến nút giao ngã tư Dầu Dây. Phương tiện đang có nhu cầu di chuyển theo hướng Dầu Dây - Long Thành, không đi lên đường cao tốc HLG tại nút giao Dầu Dây, hướng dẫn và điều tiết các phương tiện đi thẳng theo quốc lộ 1A đi về Thành phố Hồ Chí Minh hoặc đến nút giao giữa quốc lộ 1A và DT-769, rẽ trái vào DT-769 và đi thẳng về quốc lộ 51. Sau đó rẽ trái lên quốc lộ 51, đến vòng xoay quốc lộ 51 thì lưu thông vào đường cao tốc HLD qua nhánh A, nút giao quốc lộ 51 đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn Phan Thiết - Dầu Dây. Phương tiện có nhu cầu di chuyển theo hướng Phan Thiết - Dầu Dây hoặc là Phan Thiết - Long Thành thì không đi qua trạm thu phí Phan Thiết - Dầu Dây ở km 94 150. Thông báo và phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện di chuyển đến nút giao giữa quốc lộ 56 với đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, rẽ phải đi theo quốc lộ 56, sau đó rẽ trái vào quốc lộ 1A đi về Dầu Dây - Long Thành. Đối với phương tiện đã di chuyển trên đường cao tốc HLG qua trạm thu phí quốc lộ 51 có nhu cầu đi hướng Phan Thiết. Trường hợp xảy ra ùn ứ ở đoạn đường nhánh N4, nút giao km 99 giữa đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây với đường cao tốc HLG, các phương tiện tiếp tục di chuyển thẳng về hướng trạm thu phí Dầu Dây để đi theo hướng quốc lộ 1A. Nút giao Vành Đai 2 hướng Long Thành - Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp ùn ứ giao thông trên chính tuyến đầu nhánh B1, nút giao VD2, tạm đóng đường trên chính tuyến, điều tiết phân luồng các phương tiện di chuyển ra khỏi đường cao tốc tại nhánh 1B.